quảng cơ này bùa lưới mọi người ạ. Giờ thì hơn 2 giờ rồi, 2 giờ vẫn mình bắt đầu bùa lưới. Chú bà thì phụ trách đầu sáu việc quảng cơ và giải téo lưới. Cờ tiếu cờ đâu của bọn mình báo cho cũng có gắn chiếc định dạng mọi người. Thiết bị GPS. Đây là xã hội bọn mình. Mặt lưới rất là tỏ rộng. Bây giờ bọn mình chủ yếu là đánh sám. Đấy nhờ mặt lưới rất là tỏ. Giờ mới có hơn 2 giờ. Mặt tươi rất là lắng mọi người. Quá vậy đốt mũ. Đây thì cần gì đâu mà chứ. Tốc độ bởi mình bùa lưới thì tầm 5 hải lý. 5 đến 6 hải lý. Giờ đi lưới sám thì mình đánh lưới ít người hơn, đánh có 3 người một cá. Một buổi đánh lưới như vậy có 3 người đánh, còn lại được nghỉ 2 người.
hoặc đánh xuống, đánh theo chiều dọc nước á, đánh theo hồ bắc hoặc Lào, dạ đánh lên hoặc đánh xuống. Ý là sám thì đánh lưới rất là khỏe, không tại vì không có dây tơ, lưới cũng không có pháo luôn mọi người. Rồi lưới sám cũng không có pháo luôn, tại vì còn sám nó bò dưới mặt đất đấy, dưới mặt đáy biển thì bọn mình không phải đánh cá nên không cần pháo. Thấy vào đó chi rất là lặng. Một tấm lưới sám thì lặng chi hơn chi của tấm lưới sám thì lặng hơn lưới bảo lưới hồng rất là nhiều. Phía trước này chỉ cần có hai người đánh lưới rồi mọi người, cũng không cần nhiều tại vì không có dây tơ á. Nếu mà như dây báo hoặc là dây hông thì có dây tơ thì phải mất một người cầm dây tơ nữa. Phía trước kia có một đồi giả. Bọn mình hiện đang đi theo hướng 360 độ, chạy 360 độ đánh lên theo hướng bắc. Tại vì mặt lưới rất là rộng. Sau mình vừa mới mở lưới chạy đánh đường thứ hai, mày đánh hai đến ba đường, hai em ba đường lưới. Về đánh mấy đường anh nhàn? Bả đường đây à? Hôm nay bọn mình đánh bả đường lưới mọi người. Màng giấy được lối với lưới với cờ tiểu thì dài chừng gần 200 mét. Mực nước bọn mình thì 60 mét. Độ sâu của mực nước biển hơn 60 mét.
Cơ này không có cơ tiểu anh ạ. Có một đồi giảm đi phía tính cơ của mình. Của lưới vậy mình sẽ của đá này xuống cho chim lưới mẫu ấy, và con đá này có nhiệm vụ chim lưới mẫu cũng như răng được hơn lưới đỡ lưới đánh xuống dưới ấy, đỡ dịch chuyển lưới mọi người. Mình bắt đầu của đường lưới thứ hai vừa mới thả cờ tiểu. Lúc này bọn mình mở lưới thì chắc là gió đôi giả này chưa đường lưới, giờ chưa một khoảng không á để cho đôi giả này đi qua.
đến xín cá, một chiếc bầu vây với cá thì nghe lưỡi sáp và bây giờ đánh không được cá. Ở đây có hai con mực cùng gân khổ. Lúc túi mình có cấu được hai con này, một con tớ một con nhỏ. Một con
Vậy thì lại đây mà mình kéo được gần 1 lý rồi, gần 1 hải lý mà được có 1 con sâm cấy và 3 con sâm vàng. Của xã này coi, một cái sông cấy rồi.